Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một mẫu Rolex khá là đẹp, và đây là một trong những cái mẫu được Rolex mới giới thiệu vào 2018. Hiện tại thì chiếc Rolex này thì mình đã có một phiên bản mới size 41 mm, và hôm nay mình sẽ show cho anh em xem chiếc Rolex này. Đây là một chiếc Rolex Wimbledon, và như các bạn thấy nó có mặt số rất là đặc biệt, cũng như là có những cái điểm mà chút nữa thì mình sẽ nói chi tiết với anh em. Đầu tiên thì mình sẽ xem qua là cái thẻ của nó. Chiếc này là một chiếc có mã là 126334, và chiếc này thì được mua tại Portugal, tức là Bồ Đào Nha. Và ngày mua là 11 tháng 2 năm 2019, rất là mới. Với chiếc này thì các bạn sẽ có bảo hành toàn cầu là 5 năm, cho nên là với cái chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ còn bảo hành cho đến 2024, một thời gian rất là lâu. Mình sẽ trên tay chiếc như mình đã nói với anh em trong cái video lần trước. Ở đây mình sẽ còn hai mắt thừa và có một cái tag của nó nữa, với đầy đủ số serial number và mã của nó chuẩn như là cái thẻ kia. Như mình có nói với anh em trong cái video mà so sánh thì chiếc này của mình là một chiếc size 41 và Mark 2, và như các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade ở góc 6 giờ với cái logo hình vương miện của Rolex ở giữa. Đó đó là đặc điểm để nhận biết size 41 Mark 2 hoặc là size 36 Mark 2, tức là bản mới nhất từ sản xuất từ 2019 đổ đi. Serial number của nó ở đây thì sẽ đúng như là trên trong cái thẻ của chúng ta, các bạn có thể nhìn xem. Chiếc Wimbledon này thì nó được làm ra với cái cảm hứng từ cái giải Wimbledon. Nếu như anh em theo dõi tennis thì anh em sẽ thấy là cái giải đó thì Rolex là nhà tài trợ chính về cái mặt các cái đồng hồ, cũng như là tính giờ, cũng như là tính tốc độ các thứ ở đó, thì Rolex là tài trợ chính lâu lâu năm của giải Wimbledon. Và Wimbledon cũng là một trong những cái giải quần vợt mà lâu năm nhất, danh tiếng nhất. Thì với chiếc Rolex này thì nó sẽ có những cái điểm rất là đặc biệt, đó là cái cọc số của chúng ta thì sử dụng là cọc số là Romain, hay còn gọi là cọc số La Mã. Thì cọc số này thì nó sẽ có cái màu xanh, và cái màu xanh của nó là màu xanh lá cây đậm, để đặc trưng nó cũng là một trong những cái màu mà thường xuyên dùng ở Wimbledon. Các bạn có thể thấy ở phía trong thì sẽ là xanh lá cây đậm, còn ở phía viền của cái cọc số của chúng ta thì sẽ có cái màu xanh nó nhạt hơn một chút. Mặt dial của chúng ta là mặt dial được làm từ rhodium và nó có màu xám bạc, nó giống như là chiếc Jack Master mà mình mới giới thiệu cho anh em. Với chiếc Rolex này thì nó có đầy đủ là chúng ta sẽ có bộ kim cọc bằng vàng trắng, và sau đó sẽ được phủ màu. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có tại góc 12 giờ là chúng ta sẽ có cọc số 12 giờ là cái logo vương miện Rolex của chúng ta. Tại góc 9 giờ của chúng ta thì sẽ là một cái cọc số vạch, hay còn gọi là button. Cọc số này thì của chúng ta thì sẽ có cái dạ quang, và chúng ta sẽ có dạ quang ở hai kim nữa. Thì với chiếc đồng hồ này thì nó là một trong những cái dòng đồng hồ mới được giới thiệu với cái những cái cọc số của chúng ta, là sự kết hợp của khá nhiều các cái phiên bản, và nó đem đến một sự đặc biệt cho cái dòng này. Như các bạn thấy ở đây, ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch ngày, và ô lịch ngày thì chúng ta sẽ có một cái loop cyclops để chúng ta có thể nhìn rất là dễ dàng. Logo Rolex Oyster Perpetual Datejust thì vẫn được đặt ở góc 12 giờ, và ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta vẫn có cái chuẩn Superlative Chronometer của riêng Rolex. Đó. Mặt rhodium của chúng ta thì được làm với cái vân trải tia sunray khá là đẹp, và như các bạn thấy là tùy từng góc chúng ta sẽ có cái độ chuyển màu khác nhau. Đó. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái niềng băm, và niềng này thì Rolex gọi là Flute Benzen, và chúng ta sẽ có một sợi dây Jubilee đi kèm. Dĩ nhiên với cái đời mới thì sợi dây Jubilee của chúng ta thì sẽ đi kèm, đó là một cái khóa Oyster. Và với cái khóa này thì các bạn sẽ thấy là nó khá phù hợp với size 41 vì nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy là với chiếc Rolex này thì nó vẫn còn full cái seal ở cái khóa này, các bạn có thể thấy cái seal đỏ này. Đó, và khi trên tay chiếc 41 thì bao giờ nó cũng sẽ phù hợp với anh em hơn. Với anh em tay khoảng 17 cm trở lên thì thực sự là đeo những cái chiếc Rolex size 36 thì nó rất là khó. Và khi chúng ta Rolex ra size 41 này thì thực sự là rất là phù hợp với anh em mà tay từ 17 cm trở lên mà thích đeo những cái đồng hồ lớn. Thì các bạn có thể thấy là với cái size này thì chúng ta sẽ vừa khít với tay 17 đến 19 mm, thì chúng ta cm thì chúng ta đeo sẽ rất là đẹp. Đó. Và với cái đời mới thì chúng ta có dây Jubilee, cùng với đó là cái sự kết hợp giữa cái khóa này thì thực sự nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều.
Niềng của chúng ta là niềng vàng trắng 18K AU750 và sợi dây thì hoàn toàn của chúng ta là được làm bằng thép 904 cùng với phần thân của chúng ta được làm bằng thép 904. Vì cái niềng vàng trắng cho nên nó sẽ có cái độ bắt sáng rất là tốt ở cái benzen. Chiếc này là Mark 2 và nó sử dụng cái bộ máy mới đó là 3235. Bộ máy 3235 của Rolex thì chúng ta sẽ có 70 giờ tích cóp. Ngoài ra thì các bạn sẽ có ở đây là 31 chân kính và 28.800 tần số lao động. Đây là những cái thông số hết sức tuyệt vời của một bộ máy in-house của Rolex. Và độ chính xác của nó thì dĩ nhiên không phải màn, nó chỉ có khoảng tầm khoảng chục ngày mất 1 giây thôi. Đó, thường là các khách hàng của mình đeo những cái dòng sản phẩm Rolex thì đều thấy độ chính xác của nó cực kỳ tuyệt vời. Mẫu này thì có giá retail khá là cao, nó sẽ vào khoảng tầm hơn 11.000 đô. Còn với chiếc này của mình thì là một chiếc còn bảo hành dài như vậy, mình bán với giá là chưa đến 9.000 đô, một mức giá rất là tốt cho anh em để có thể mua sản phẩm này. Và đây là một chiếc lướt qua sử dụng full box đầy đủ cho anh em có thể sử dụng ngay. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.